Chiều ngày 15 tháng 5, Ủy ban dân quyền chờ mới thưởng nóng cho hai tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh hai vụ án giết người tại xã Hòa Bình. UBND Quyền chợ mới đã trao tặng giấy khen cho hai đơn vị là Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện chợ mới cùng số tiền thưởng 20 triệu đồng. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 13 tháng 5 tại ấp An Quế xã Hòa Bình do mâu thuẫn trong lúc điều khiển xe lưu thông trên đường với Phạm Hoàng Kiên sinh năm 2009 nên Võ Thanh Kiệt sinh năm 2005 gọi điện thoại cho bạn là Lưu Nhược Huy sinh năm 2004 cùng trú xã Hòa Bình đến đánh Kiệt. Trong lúc xô sát, Kiệt dùng dao tự chế dài khoảng 40 cm chém nhiều nhát vào người Kiên khiến Kiên tử vong. Sau khi gây án, Kiệt và Huy trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 5, lực lượng công an tỉnh và huyện đã bắt được Huy, còn Kiệt cũng bị bắt giữ ngay sau đó khi đang lẫn trốn ở nhà người quen tại xã An Thành Trung. Trước đó, vào ngày 16 tháng 2 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Chợ Mới cũng đã khám phá, điều tra và truy bắt hai hung thủ gây án giết người trên phà An Hòa là Phan Hoàng Vinh sinh năm 1992 và Lê Hoàng Việt sinh năm 1995 cùng cư trú huyện Chợ Mới.